Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết số 03 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Với nhiều tiềm năng lợi thế sẵn có, cùng với sự đầu tư về hạ tầng giao thông, tỉnh Điện Biên đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch, tạo động lực cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, qua đó xây dựng Điện Biên trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của vùng Trung Du miền núi phía Bắc. Để cụ thể hóa nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Điện Biên đã tập trung chỉ đạo xây dựng và ban hành đề án phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ba nhiệm vụ trọng tâm được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên đề ra gồm ra soát, điều chỉnh, bổ sung xây dựng các quy hoạch đề án, phát triển kết cấu hạ tầng du lịch về giao thông, cơ sở lưu trú, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, mua sắm, tôn tạo các di tích lịch sử và phát triển sản phẩm du lịch lịch sử, tâm linh, du lịch văn hóa sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã họp và xác định dịch vụ du lịch chính là ngành, lĩnh vực trọng điểm của tỉnh Điện Biên. Thông qua đó thì tỉnh cũng đã triển khai xây dựng đề án để phát triển du lịch dựa vào 3 trụ cột chính. Một là du lịch tìm hiểu lịch sử gắn với du lịch tâm linh. Thì đến với Điện Biên, du khách và tất cả những khách, người khách đến với Điện Biên sẽ có cái cơ hội được chiêm ngưỡng quần thể di tích lịch sử quốc gia, đặc biệt chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, ngoài những cái địa danh lịch sử và một số cái sản phẩm dịch vụ du lịch đặc sắc, thì sắp tới thì Điện Biên còn đang triển khai một cái dự án rất lớn, đó là xây dựng cái trung tâm biểu diễn thực cảnh để tái hiện lại chiến thắng Điện Biên Phủ 5-6 ngày đêm để phục vụ cho đồng bào, cho du khách cả trong và ngoài nước. Trong năm 2021 vừa qua, việc mở mới đường bay thành phố Hồ Chí Minh - Điện Biên đã giúp kết nối Điện Biên với nhiều vùng kinh tế trọng điểm trong cả nước, qua đó tạo tiền đề, động lực quan trọng để Điện Biên phát triển du lịch. Sau có những chuyến bay thẳng từ thành phố Hồ Chí Minh thì đây là những cơ hội để Điện Biên có cơ hội về phát triển kinh tế, và đặc biệt là trong cái giai đoạn tới thì tôi được biết chính phủ cũng đang rất là quan tâm đầu tư lên đất Điện Biên để làm sao mà thu hút du lịch rồi cũng như phát triển kinh tế địa phương, thì đây là cái mà điểm sáng, điểm đáng mừng, và có như vậy thì Điện Biên mới phát triển được. Phát triển du lịch trên 3 trụ cột chính, tỉnh Điện Biên sẽ duy trì và tiếp tục đầu tư để phát triển các sản phẩm du lịch thế mạnh của tỉnh, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, tập trung khai thác nhu cầu du lịch lịch sử gắn với khai thác, phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia, đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ, các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, tập trung định hướng để kêu gọi thu hút đầu tư mô hình du lịch cộng đồng, tìm hiểu bản sắc văn hóa các dân tộc, gìn giữ phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể, thu hút đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, chữa bệnh và thể thao. Tỉnh sẽ tập trung vào các cái dịch vụ, phát triển các cái dịch vụ như là sân gốp, rồi các khu nghỉ dưỡng, nước khoáng nóng, rồi là đua thuyền, và một số cái loại hình du lịch mạo hiểm để tạo điều kiện làm sao các cái sản phẩm du lịch của Điện Biên phải rất là đa dạng, phong phú và có cái chất lượng cao nhất, xứng đáng là một trong những cái điểm đến thu hút đông đảo nhất khách du lịch cả trong và ngoài nước tại Việt Nam. Trên cơ sở xác định các nhóm giải pháp trọng tâm cần thực hiện, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, bao gồm nâng tỷ trọng giá trị gia tăng các ngành dịch vụ du lịch chiếm khoảng 10% GRDP của tỉnh, số ngày lưu trú trung bình của khách du lịch tại Điện Biên từ 3 ngày trở lên, tốc độ tăng trưởng lượng khách bình quân và tổng thu từ hoạt động du lịch tăng bình quân 15% trên năm. Đến năm 2030 sẽ nâng tỷ trọng giá trị gia tăng các ngành dịch vụ du lịch chiếm khoảng 10% GRDP của tỉnh, tốc độ tăng trưởng lượng khách bình quân đạt 15% trên năm và tổng thu từ hoạt động du lịch tăng bình quân 14% trên năm.